đi. Không phải, quay đầu đó nhá, quay đầu lên dốc. Không được, để giả đúng chỗ cũ đi. Bật xin nhan ơi. Lùi hẳn ra như bình thường, coi như kiện hàng đấy là xong, lùi ra. Thôi dừng. Bây giờ là quay vào nhất kiện này lùi lại. Vào chậm thôi, không cần vào nhanh thế đâu. Lên nữa đi, hơi ngắn, lên 10 phân nữa. Lên, 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 không phải. Lưng tháp lên rồi, thôi. Chậm thôi. Đi chậm thôi, lái cho thẳng ra. Hết vạch vàng đấy mới quay. Bây giờ cái chuồng này là chuồng quay nhá. Chưa được. Em lùi thẳng này đi để lấy thẳng chuồng trả đúng vào vạch xanh. Rồi, đỗ xe nguyên xi, hạ hết cần xuống. Tắt máy đi.